Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh bếp chay của Tẹt. Hôm trước mình đã hướng dẫn mọi người làm món nấm bào ngư quay lu rồi đúng không ạ? Tuần này mình sẽ hướng dẫn mọi người làm món nấm đùi gà quay lu nhé. Thật ra món này nó là chỉ là một món nhưng mà chúng ta có thể tận dụng làm được cả hai món nhé. Và món gì thì mình sẽ giới thiệu ngay sau đây cho mọi người. Đầu tiên chúng ta sẽ bắc một nồi nước và cho một thìa hạt nêm chay cùng một thìa dầu điều vào để tạo màu cho nước dùng của mình nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đập dập một cây sả và cho vào cùng. Nếm một chút gia vị rồi thì chúng ta sẽ cho một ít gừng vào nữa nhé. Và chúng ta sẽ cắt nấm làm 3, đem đi luộc trong vòng 10 phút. Sau khi mà mình đã luộc được nấm rồi thì chúng ta sẽ vớt nấm ra và để nguội. Sau đây chúng ta sẽ vớt luôn cái phần sả và gừng ra nhé, mình chỉ lấy nước thôi. Phần nước này chúng ta sẽ tận dụng để nấu bún nhé. Nguyên liệu gồm có dứa, một quả cà chua và một ít nấm đùi gà chúng ta thái mỏng. Phần gia vị mình có để trên màn hình nha, mọi người hãy nêm nếm và tham khảo, có thể thêm theo cái khẩu vị ăn của mình nhé. Đấy, chỉ cần như thế này thôi. Và chúng ta sẽ cho thêm một thìa dầu điều hoặc là một thìa dầu ớt vào để cho tạo sự chua cay, chua ngọt đấy. Chúng ta ăn cái này giống như kiểu là bún thai ấy. Cuối cùng chúng ta sẽ cho một ít đầu chiên vào nhé. Còn tiếp theo thì cái phần nấm của mình chúng ta sẽ cắt thành từng lát mỏng như thế này này. Đây mọi người thấy mình cắt không ạ? Đấy, sau rồi thì mình sẽ khứa khứa như thế này để lúc mà mình ướp gia vị thì nó sẽ được thấm vào trong từng thơ nấm. Bởi vì nấm đùi gà là một loại nấm khá là dày và khó thấm gia vị ấy, nên mà mình phải dành thời gian là ướp trong vòng 5 đến 7 phút để cho cái phần nấm được ngậm gia vị. Công thức nước sốt để mà ướp nấm thì mình có để trên màn hình nhé, mọi người có thể tham khảo. Tiếp đến là công đoạn rất quan trọng. Công đoạn này chúng ta sẽ dùng bánh tráng Safako nhé. Bánh tráng này nhất định là phải bánh tráng này thì nó mới ngon, mới đúng vị là cái da của nó ấy. Đấy, chúng ta sẽ thấm cái phần bánh tráng ướt và sẽ tẩm qua một ít bột năng trên cái miếng nấm của mình. Sau đây mình sẽ cuộn vào trong cái bánh tráng này nhé. Mọi người khéo tay thì có thể cuộn đẹp hơn một chút, chặt lại một chút. Đấy, như mình cuộn thì nó cũng ở mức vừa vừa thôi. Sau đây chúng ta sẽ đưa đi áp chảo nhé. Chúng ta sẽ bỏ khoảng 2 thìa dầu ăn và chiên qua để cho nó vàng giòn hai mặt nhé. Mọi người đừng lo, bởi vì càng giòn thì vỏ bên ngoài càng giòn thì mình ăn lại càng ngon ấy. Đấy, sau đây chúng ta sẽ cho nốt cái phần nước sốt vào và tắt bếp đi bạn ơi, bởi vì để bếp nó sẽ cháy đen như mình như này. Bây giờ chúng ta sẽ mở lửa lim dim thôi và thành quả của mình đã hoàn thành rồi nè. Mọi người nhìn xem, nhìn có hấp dẫn không ạ? Nhìn hơi giống miếng thịt vịt quay ấy. Ăn nó cũng giòn giòn sật sật mà cái bên vỏ bên ngoài nó cũng rất là dai và thơm nhá. Mọi người chúc mọi người thực hiện thành công nhá.